Hello mọi người, đã quay lại với kênh ẩm thực của Nguyên Hà nha. Thì hôm nay mình sẽ đập một cái thùng sữa như này. Thì đây là sữa đất nha mọi người, với thương hiệu là Oldenburger. Thì thùng này là một thùng 12 hộp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chi tiết những cái thông số trên thùng, cũng như mình khui ra mình uống thử nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái tem nha. Thưa mọi người, thì trên thùng sữa thì nó có những cái thông số như là 12 hộp một thùng. Thì một thùng của nó sẽ có 12 hộp, nó ghi những cái thông số này để cho nó phân phối cho rất là nhiều nước ở trên thế giới. Đó là một thương hiệu Oldenburger, nó được hình thành năm 1964. Thì mọi người cũng đang thắc mắc là cái date của hộp thùng sữa này đúng không? Thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Vào ngày 5 tháng 4 2021 và hạn sử dụng của nó đến tới tháng 4 năm 2022 là mọi người. Đóng gói ốc giờ này. Bây giờ mình sẽ khui thùng này ra nha. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ khui thùng này ra, mình lói hộp sữa ra cho mọi người xem nha. Sữa này là sữa tươi tuyệt trùng nguyên kem nha mọi người. Nó không có ngọt nha mọi người. Thì nó chỉ có một cái vị béo của sữa tươi cũng như phô mai trong này. Có bơ, nhưng nó có đầy đủ những cái thông số trên này, giá trị dinh dưỡng cũng như hạn sử dụng, nó đầy đủ hết cho một hộp như này. Nắp của nó là dùng nắp nhựa nha mọi người. Khi mà mọi người khui ra xong thì mọi người dùng thì chúng ta bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh nha mọi người. Thì thời gian bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1 tuần. Nếu mà chúng ta chưa khui thì chúng ta cứ để bên ngoài như này trong vòng 1 năm nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra và mình uống thử cho mọi người xem nha. Khui ra cực kỳ tiện luôn. Nó có một cái nắp trên này. Giờ mình sẽ uống thử nha mọi người. Sữa này nó béo nhưng mà nó không có ngọt nha mọi người. Mùi của nó là cực kỳ thơm luôn. Khi mà chúng ta khui xong chúng ta là uống không hết, chúng ta chỉ cần đập nát như này, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thì chúng ta sẽ sử dụng được trong vòng 1 tuần nha. Bên mình đang bán cho các đại lý cũng như bỏ cho các nhà hàng, khách sạn và những cái siêu thị nha mọi người. Nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người có thể tìm hiểu ở phần mô tả, mình có để đường link bên dưới nha. Thì hộp này là hộp 1 lít nha mọi người, sản xuất từ đất với thương hiệu là Oldenburger và công ty này nó hình thành từ năm 1964 nha mọi người. Thì clip của mình đến đó, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha.